cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, chiều ngày 16 tháng 9, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi 26 cục thuế địa phương hướng dẫn miễn giảm gia hạn tiền thuế cho người dân doanh nghiệp sau bão lũ, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa. Theo đó, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thiên tai sẽ được gia hạn từ 1 đến 2 năm tiền nộp thuế. Tùy từng trường hợp ảnh hưởng của bão, doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dùng cho sản xuất kinh doanh. Với thuế thu nhập doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế phần tổn thất do thiên tai. Để được tính chi phí trừ, doanh nghiệp cần có các giấy tờ như biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, hồ sơ bồi thường của bảo hiểm nếu có, hồ sơ quy định trách nhiệm, tổ chức cá nhân phải bồi thường nếu có, hồ sơ xác định tài khoản, tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, quản trị phúc lợi cho người lao động bị ảnh hưởng của thiên tai, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được giảm tối đa 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm xảy ra thiệt hại. Đối với thuế tài nguyên, doanh nghiệp được miễn giảm thuế cho số tài nguyên bị tổn thất. Nếu đã nộp thuế, sẽ được hoàn trả hoặc trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau. Doanh nghiệp cũng được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu bị thiệt hại về đất và nhà. Đối với cá nhân và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng thiên tai, sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên. Mức thuế thu nhập cá nhân được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không quá số thuế phải nộp. Thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm tương ứng thiệt hại nhưng không quá 30% số thuế phải nộp. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế trong các trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng. Thời gian gia hạn nộp thuế không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Công văn Bộ Y tế gửi về các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt. Công văn do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký chiều 16 tháng 9. Theo đó, để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục nhanh chóng hậu quả của bão lụt, duy trì và đảm bảo các điều kiện nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện tại các tỉnh, thành phố có điều kiện về chuyên môn, không bị ảnh hưởng bão lụt, sẵn sàng chi viện cho các bệnh viện tại vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành lập đoàn công tác để tăng cường nhân lực, điều trị và phòng chống dịch bệnh cho các bệnh viện tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trong trường hợp cần thiết, hỗ trợ kết nối, chẩn đoán, khám chữa bệnh từ xa, tiếp nhận người bệnh. Các bệnh viện cơ sở y tế tại các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tiếp tục phát huy tinh thần lương y như từ mẫu của người thầy thuốc, sẵn sàng hết lòng phục vụ người bệnh. Trường hợp vượt quá khả năng, đơn vị chuyển cơ sở khác hoặc đề nghị hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa. Bộ Y tế lưu ý không thu viện phí các khoản không được Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với các nạn nhân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, tổng hợp chi phí điều trị và báo cáo Sở Y tế. Các đơn vị phối hợp tiếp nhận, phân phối sử dụng các khoản hỗ trợ của tổ chức cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần tăng cường giám sát thực tế, chỉ đạo sát sao, nắm chắc tình hình của các cơ sở y tế tại địa phương và hỗ trợ ngay nếu cần thiết để khắc phục nhanh nhất các thiệt hại, đưa hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường. Bên cạnh đó, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó với kịch bản dịch bệnh gia tăng sau bão lũ và các bệnh như tiêu chảy, ngộ độc, viêm da. Cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh và mưa lụt sạt lở sau bão đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản, công trình công cộng và dân sinh. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh bị ảnh hưởng và hư hại, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình. Trong bối cảnh đó, các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế vẫn kiên cường, đứng vững, bảo đảm công tác khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương cho thấy, cho đến nay không có trường hợp nào không được cấp cứu điều trị kịp thời. Điều 16 Nghị định số 81/2021 quy định đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí như sau. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm học sinh, sinh viên, học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa, nghệ thuật, bao gồm nhạc công kỳ hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kỳ hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài tròi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Học sinh, sinh viên, học các chuyên ngành, nhã nhạc cung đình, chèo tuồng, cải lương, múa xiếc, một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số. Ngoài đối tượng dân tộc thiểu số, rất ít người ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng được giảm 50% học phí bao gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên là con cán bộ công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Như vậy, các sinh viên thuộc đối tượng trên ở khu vực bị ảnh hưởng bão lũ mới được giảm học phí theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có thể các trường học, đại học, cao đẳng cũng sẽ có quy định về giảm học phí cho sinh viên có gia đình ở vùng bị thiệt hại do bão lũ lụt. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các nhà trường không được ép giao chỉ tiêu các khoản ủng hộ cho phụ huynh học sinh, tất cả các khoản thu theo hình thức tự nguyện đảm bảo công khai minh bạch. Theo hướng dẫn mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về công tác quản lý thu chi năm học 2024-2025 tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài các khoản theo quy định, các cơ sở giáo dục có thể triển khai các khoản thu theo hình thức tự nguyện. Các khoản thu chi theo hình thức tự nguyện bao gồm tài trợ cho cơ sở giáo dục, kinh phí hoạt động của ban, đại diện cha mẹ học sinh, quỹ đoàn, quỹ đội. Toàn bộ kế hoạch phải được công khai tại cuộc họp với phụ huynh và kêu gọi tài trợ theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, các cơ sở giáo dục phải thành lập tổ tiếp nhận và lập kế hoạch sử dụng tài trợ. Sau khi hoàn thành, các cơ sở giáo dục niêm yết công khai và báo cáo quyết toán kinh phí, kết quả thực hiện với cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân đã đóng góp. Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, nhà trường không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, tuyệt đối không giao chỉ tiêu vận động tài trợ cho từng lớp hoặc từng giáo viên chủ nhiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc, đóng góp, không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo hoặc là điều kiện để đánh giá xếp loại thi đua. Việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ. Mỗi nhà trường cần thực hiện giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản trong một thời điểm, khuyến khích có chế độ miễn, giảm các khoản thu ngoài học phí cho học sinh thuộc diện gia đình chính sách hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Sở cũng yêu cầu cần có sự phối hợp giữa chính quyền, cấp xã với nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý sử dụng nguồn thu chi. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.